trước mắt anh chị em là một chiếc Toyota Vios bản E số sàn, sản xuất năm 2018. Vâng, một chiếc Toyota Vios bản E số sàn sản xuất năm 2018, xe tư nhân, không taxi dịch vụ, không lỗi gì, máy số zin, hiện nay đang được trưng bày và giao bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966. Một chiếc xe đẹp như thế này, đời cao, 2018, tư nhân, không taxi dịch vụ, xe zin không lỗi, mà Dũng Audi đang bán với giá tiền bao nhiêu, anh chị em biết không ạ? Vâng, em bán với giá tiền bao nhiêu anh chị em có thể tưởng tượng được không ạ? Xe ô tô bây giờ quá rẻ rồi. Thật sự rằng xe ô tô bây giờ, thời điểm bây giờ xe ô tô quá rẻ rồi. Chỉ có 350 triệu thôi anh chị em nhé. Chỉ có 350 triệu anh chị em đã mua được Toyota Vios bản E số sàn, xe tư nhân, không taxi dịch vụ, không lỗi gì, keo chỉ zin, máy số zin, mà chỉ có 350 triệu thôi. Bao rút hồ sơ cho anh chị em, quá rẻ. Chiếc xe này là một chiếc xe thần thánh, đúng không ạ? Vios thì vẫn là được mệnh danh là chiếc xe thần thánh, nồi đồng, cối đá, phá không hỏng. Sẽ được trang bị đèn pha là đèn halogen, có đèn gầm, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS chống bó cứng an toàn, có sinh nhan trên gương, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS anh chị em nhé. Có camera lùi bản E số sàn. Vâng, chỉ có 350 triệu thôi. Đấy là trang thiết bị bên ngoài. Đèn thì đèn halogen này, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, sinh nhan trên gương. Thế còn ở trong xe thì xe được trang bị những gì? Gương kính chỉnh điện, cụp điện, có gương kính chỉnh điện, cụp điện. Vô lăng méo anh chị em nhé. Rồi là màn hình Android, giải trí thông minh, camera lùi đầy đủ, ghế da màu kem, táp ly táp lô hai màu, màu đen và màu kem. Anh chị em nhìn thấy đẹp không ạ? Táp ly táp lô có đẹp không ạ? Quá đẹp chứ không phải là đẹp nữa nhé. Trần nỉ nguyên bản. Đấy, trần thì nguyên bản anh em nhé. Chiếc xe này em bán 350 triệu đồng. Quá đẹp. Còn về đấy là về form dáng này, về nội thất, về trang thiết bị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chất lượng kỹ thuật. Chất lượng kỹ thuật thì chúng ta xem đây, chỉ này, anh chị em nhìn thấy chỉ này. Chỉ của cánh bên lái này. Đây, chỉ cánh lái đây. Không mất một phân chỉ nào. Chỉ đứng này. Tai bản lề này, ốc này. Anh chị em nhìn nhé. Tai bản lề, ốc ác nguyên. Đấy. Chỉ của cánh sau bên lái. Đây. Anh chị em nhìn thấy chỉ. Không mất phân chỉ nào. Phần ốc, phần tai cũng vậy. Nguyên zin, nguyên bản. Phần cốp của xe, đây, cốp của xe đây. Anh chị em nhìn này, ốc cốp này nguyên zin, chưa mở đấy. Ốc cốp nguyên zin này, chỉ cốp này đấy, phần chỉ cốp đây, chỉ cốp này, ốc cốp này, chỉ này, nguyên zin. Khoang cốp của Vios thì rộng anh em nhé, khoang cốp của Vios thì rất là rộng. Phần nỉ của cốp còn rất đẹp luôn, 2018 mà anh em nhé. Đây là la răng dự phòng, lốp dự phòng. Đây, keo của nhà máy này, anh em nhìn thấy keo của nhà máy này, phần tôn này, gân gờ, mũi chìm, mũi đổi, lỗ tròn này, tất cả còn nguyên si hết nhé, rất đẹp.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến đây. Phần em quay luôn phần chỉ của cánh sau bên phụ này. Đấy, chỉ của cánh sau bên phụ này. Phần tai, phần bản lề nguyên zin hết. Đây, chỉ của cánh phụ đây. Phần tai, phần bản lề. Đấy, nhìn nhé. Đấy, tai, bản lề, tất cả còn nguyên zin. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu của xe. Anh nhìn nhé. Chúng ta kiểm tra phần đầu cũng như là kiểm tra phần động cơ của xe, xem nó có đẹp hay không. Nhìn thấy ngay này, ốc cabo còn nguyên zin chưa mở này, chỉ cabo này, chỉ cabo, ốc cabo rồi nguyên hết. Phần tai, anh em nhìn thấy phần tai này, phần ụ giảm sóc này, phần răng này và phần càng chassis. Đây. Cũng như là phần dàn răng đỡ két nước. Đấy, ở dưới ở trên đầy đủ, rõ ràng sắc nét đẹp. Đây, tai này, chăm sóc này, răng này, sassy này. Đó là về phần thân vỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần động cơ. Cái phần động cơ là cái phần quan trọng nhất anh em nhé. Em sẽ mở cái nắp. Dĩ nhiên là 2018 thì chắc chắn là máy mới rồi. Bởi vì từ cuối năm 2016 đã có máy mới rồi, cho nên là cái đấy không phải bàn nữa. Anh chị em có thể nhìn thấy chân máy nhé. Ốc chân máy này, ốc chân máy này, ốc chân máy, tất cả ốc chân máy còn nguyên zin, chưa mở. Tiếp đến là anh chị em nhìn thấy đây, ốc dàn cò nhé. Toàn bộ phần ốc dàn cò cũng nguyên zin. Đây, anh em nhìn thấy ốc dàn cò này, nguyên zin, chưa mở. Keo nuôi chuột này, ốc dàn cò này, thậm chí là đây, đây những con ốc, anh chị em nhìn những con ốc này, đẹp căng luôn. Còn đây ốc máy này, ốc trụ, ốc vách cam này, đây toàn bộ ốc vách cam này, ốc đầu trục cơ này, rồi là hộp số này, đấy hộp số này, hộp số, rồi là ốc số, tất cả còn nguyên zin. Vậy là sao? Vâng, sau khi mà cùng Dũng Audi đi một vòng kiểm tra về chất lượng kỹ thuật, form dáng, nội thất, trang thiết bị của chiếc xe này, chúng ta kết luận một câu thôi: nét căng. Một chiếc Toyota Vios 2018 bản E số sàn, xe tư nhân, không taxi dịch vụ, đẹp căng, không lỗi gì, keo chỉ zin, máy số zin, đang được Dũng Audi bán ra với giá tiền 350 triệu đồng bao rút hồ sơ. Anh chị em nhà mình hãy liên hệ với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Anh chị em cũng có thể tìm kiếm Dũng Audi ở trên bản đồ với từ khóa trong mục tìm kiếm với từ khóa Dũng Audi, hoặc là anh chị em tìm với từ Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Sẽ có bản đồ, sẽ có định vị, sẽ có vị trí, sẽ có dẫn đường, có số điện thoại, có địa chỉ, tất tần tật. Anh chị em cứ vào đấy đánh Dũng Audi là sẽ hiện lên anh chị em nhé. Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên, giáp khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966. Anh chị em nhà mình cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để cập nhật thường xuyên nhất những chiếc xe mới về, những video clip chi tiết của mỗi chiếc xe mới về tại Dũng Audi. Các buổi live stream báo giá, trò chuyện, tương tác, tư vấn trực tiếp. Chốt giá công khai, giá tụt quần, chốt giá tụt quần công khai trên live stream cho anh chị em nhà mình luôn. Hãy liên hệ với Dũng Audi, hãy bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh.
Số điện thoại của em là 0855 966 966. Dũng Audi xin trân trọng cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.